bạn thì tốt nhất không chơi con 700. Vừa lành vừa còn cao cấp nữa thì chơi con cao hơn tiền con nữa. Chưa thế. Tất cả đây đều không phải đến mồi, có con đến mồi này đây rồi. Con đều không phải đến mồi hết. Đây nha. Nó đi 1 phút cho bao nhiêu 1 phút đi. Nó hát giống hết cái này luôn là vì nó in bằng số. Nó như cái nó một cứng. Đây một số rồi. Đây là số 3. Còn giờ nó hát. Đây, chính nó hát ra. Đấy, làm nó vừa xong vừa xong vào vô đấy. Còn khi mình đã làm giải mã thì tốt nhất là mình cho đĩa ra. Đấy, nó cũng nói vừa xong đấy. Đấy, còn bình thường thì mình cho ra đĩa. Thì có. Thấy bảo là nào hay thì có, làm cho mấy cái đĩa này thì có thoải mái. À, giải mã. Đây là giải mã của cái đường 2. À đường 1. Đường tóm lại anh gạt hết. Xuống đây thì giải mã cái kia. Điện thoại. Và lên đây thì ấy. Anh có thể 3-4 cái anh cắm vào đây được. Còn có 4 cái để cắm. Hoặc là thế này, hoặc là gạt dưới này, hoặc là lên. Đây là tất nhiên là tiếng điện thoại này mẹ nó cho mình nghe miễn phí, thế là đẹp lắm rồi. Tóm lại là cứ về thì có cái gì anh cứ gọi ở Bếp Tham cho em, cứ gọi trong xã. Còn nhà đây thì nói trước với các bác là thế này. Em hàng xin chào đại gia đình nhá. Nhà đây là hôm nay thì em hàng này, xin phép được lại là quay được một tùy nhưng mà em xin phép anh em nhá. Em quay được tí clip em chụp chặt anh em mà coi ạ. À. Anh thấy này rất là vinh dự từ sáng rồi, em rất là nhiều các đoàn khách đến từ các miền. Chưa hết thì em hàng xin cảm ơn anh em mọi miền và cảm ơn hai anh đã đến từ hôm nay đến từ thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ đúng không anh? Cảm ơn anh. Hai anh và cảm ơn cả nhà mà nó đã tồn tại được 60 năm rồi thì an tâm, theo dõi kênh của em hàng rất là nhiều. Bộ này. Vâng ạ. Thì hôm nay là em test một bộ này thôi, bộ cái này tủ đài. Không cần cái này nữa. Tủ đài là Chio làm cái điện thoại 9DV. Bộ này là bộ rất là khủng to. Và thì bác lại đặt cho em từ tuần trước ạ. Hôm nay thì bác từ thành phố Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ bác đến đây để bác ấy là nhận hàng tại cửa hàng luôn ạ. Cái này sau khi mồi thì thấy một bộ này thì rất là to, này là con lành nhất, là bộ chiêu, là vì một nó không biết mồi, anh còn vớt vứt cả cái bộ cơ đi, rất là to, chạy bình thường. Này thì đang chạy test tại cửa hàng và anh chủ đã hướng dẫn cho bác cái nhà không nhận biết bác không làm được gì cả, một thêm một cái đầu giải mã, vâng ạ, là GE 700. Con này thì nó rất là lành, không đĩa mồi. Và các bác khách đã đang ở đây để chờ giải mã. Ngoài ra thì em hàng còn rất là nhiều hàng đang về. Nhà cũng để liên hệ cho em theo cái logo của anh Khánh Hàng. Bên cơ sở 1 là cả nhà nhá. Đây logo của em là 0912572434. Em ở 19 ở Trần Cơ Vân, Chợ Rời, Phú Huế, Hà Nội ạ. Rất là còn nhiều hàng. Hàng rất là nhiều và phong phú, em mới về. Mới về thì cả nhà có thể alo trực tiếp cho em hàng. Còn có loại vô tuyến đen trắng 30 triệu, ông nào có lấy mà như tủ ra 30 cánh triệu. Cánh cửa lùa chưa vậy? Không, nó, tất nhiên nó cửa lùa hết. Đấy, nhưng mà cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhá. Đồng tuần lúc hay gì đâu.